Đấy, vâng, thưa quý vị các bạn nha, tiếp theo chuyến hành trình vẫn là thành phố Hải Dương, là vườn của anh Khánh mọi người nhé, em trai của anh Lộc. Anh Lộc cái cuốn video đầu tiên là vào cái cuốn nhà đấy mọi người nhé. Đây là số nhà 15 Đinh Tiên Hoàng. Đấy, thì bây giờ thì đấy, em chào anh nhá. Vâng, vâng. Cháu chào chú. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Cháu chào các chú nhá. Xin phép chú cháu chia sẻ cho quý vị các bạn một số các tác phẩm trong vườn chú nhá. Em chào các anh nhá. Ui giời. Chào các anh nhá. Tác phẩm đẹp quá. Lại là một cái tác phẩm Tùng La Hán đầu tiên. Đây này. Quay qua cái không gian, sau đó là mình sẽ quay một số cái tác phẩm cho mọi người. Đây, không gian trong vườn đấy mọi người nhá. Ui giời ơi, tác phẩm si cổ đây rồi. Lại là một cái tác phẩm si đây à. À nào. Rồi. Đấy. Bây giờ thì đầu tiên cuốn video này Yêu Mon Sai chia sẻ với mọi người là một cái tác phẩm si này. Gần luôn. Đây mới là xì cổ mọi người nhé, đẹp quá, quá tuyệt vời luôn. Đi nhanh này chỉ muốn là chia sẻ mọi người thật chi tiết, nhưng mà thời gian có bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ gần đó mọi người nhé. Đây mọi người, cây già hết tận răm ngọn luôn nhé. À, thời tiết hôm nay thông báo mưa nhưng mà khá nắng. Đấy. Một cái tác phẩm si cổ rất là đẹp. Đây, cái phía mặt bên này đây. Mặt nào cũng đẹp luôn. Đấy. Dáng cổ ngày xưa mà già tận răm mọi người nhé. Đấy, một cái tác phẩm này quá tuyệt vời. Thực ra đi chia sẻ những cái tác phẩm đẹp này hơi lắng một chút cũng không sao. Đấy. Đấy mà xì cổ anh Lộc nhỉ. Tiếp theo đây là một cái tác phẩm xanh. Bao của mấy cái hồi xì đẹp quá. Đấy, tiếp theo thì Yêu Mon Sai chia sẻ với mọi người là một cái tác phẩm Tùng La Hán. Đây. Một tác phẩm Tùng La Hán tiếp theo. Ui dồi. Tác phẩm này mới quý này anh nhỉ. Quá quý luôn. Không đây là vườn. Đây. Đẹp quá. Một trong những gọi là siêu phẩm. Một trong siêu phẩm Tùng La Hán đấy mọi người nhé. Đây, Tùng La Hán siêu phẩm này. Mọi người để ý găng tay nhé. 1 mét. Đấy. À đây cái gốc vành gốc 1 mét kìa. 1 mét tức là rơi vào 30 đến 33. Đấy, tác phẩm này là một tác phẩm hoàn thiện rồi mọi người nhé. Đây là một tác phẩm sẽ tham dự triển lãm. Đấy. Thì thông báo với quý vị các bạn là tác phẩm này sẽ có mặt trong cái sân chơi của triển lãm Bắc Linh mình mọi người nhá. Năm nay sẽ mời được rất nhiều tác phẩm đẹp, mình sẽ quay bên này. Đẳng cấp. Năm nay tha hồ là các bạn có thể ngắm cây ở trên sân của tỉnh. Ui rồi. Cây này là của ông này. À đây của anh à? Ôi thế thì con làm gì phải nói nữa. À đây 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 vườn của anh à? Ôi thế thì. Không, cây đấy của anh thì cũng đương nhiên là vườn của cả anh. À. Vâng vâng. Ô đi từ nãy giờ em chưa biết tên anh nhỉ? Anh Khanh. À vâng, à, anh Khanh nhỉ? Đấy. Anh cho em cái địa chỉ với số điện thoại nhỉ? Số điện thoại địa chỉ à? Vâng. Đây là 10 năm Đinh Tiên Hoàng. Vâng. À, số điện thoại của anh ạ? Số điện thoại 0904. Vâng. 555. Vâng. 695. Vâng. Thế cho em hỏi một chút cái tác phẩm này giờ nó khoảng tầm bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cây này thì chưa có giá. Ví dụ nó khoảng tầm bao nhiêu anh nhỉ? Khoảng thì nó nhiều. Vâng. Cái này quá dã man rồi, phải nói là nó rất là đẹp đấy. Thì đi quay video này thực ra là có những cái tác phẩm rất là đẹp mình không thể bình phẩm được. Nó tiêu chuẩn quốc tế này. Chứ không phải. Cây này chắc cao khoảng tầm 1m1, 1m2. Không, 1 mét. 1 mét thôi. Vành 1 mét, cao 1 mét. Vành 100 đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, không nhỏ đâu. Đấy, bởi vì sao mình phải đo cho mọi người xem cái kích thước tay này đấy. Cái đế của nó đấy. Gần 200, cả vành mình quanh. Quá tuyệt vời. Đấy thì vừa rồi là có số điện thoại và địa chỉ của anh. Đấy, vừa rồi có số điện thoại và địa chỉ của anh Khanh thì mọi người anh em chơi cây cảnh toàn quốc luôn, mà có ưng thì cứ liên hệ trực tiếp cho anh ấy nhé.
Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ lướt qua một số tác phẩm nữa. Ui dồi, nhiều lắm. Đây có một cái cốt xi. Ây da, đây rồi. Đây mọi người nhá, cốt xi này sau thành phẩm cũng là một cái cây xi hiếm này. Cốt chậu từ bé. Ui dồi ôi. Em đặc biệt là yêu xi. Cái tay của nó có 70 em. Đây mọi người nhá. À anh Khanh ơi, anh đứng bên cạnh để mọi người hình dung quá. Bùi cười này cắt ra thì thì đó em phải xin cái số anh Khanh thì hôm nào mà đâu cái tay này là to có bằng người mình 70. Vâng vâng. Đây mọi người so với anh Khanh đứng cạnh nhá. À, tí nữa về em sẽ lấy lại cái số trên video em alo cho anh lúc nào mà anh tỉa cái này anh alo em để em quay phát cái này lên. Có tuyệt vời anh nhỉ. Quay nó móng săn hết. Nhưng không phải nói nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà gặp cái cây xi ở miền mình mà nó to mà như này. Nhưng mà cắt ra thì chú dĩa chú không nhìn được. Để cái tay vào. Kinh nhỉ. Quá vip luôn nhỉ. Ôi giời, như cây này chắc là anh nuôi tay chứ tay đâu tay tự nhiên nó như này đúng không? Cây này nuôi gần trăm năm này anh về anh đốn ngọn đèn lên lại ngọn. Nhưng cây này là phải là cây cốt chậu lâu rồi nó mới được cái bạ như này. Cốt chậu từ bé đấy. Ôi giời. Đây độc lắm lắm anh không biết. Lù. À, sau thành phẩm nó gọi là siêu phẩm xi rồi anh nhỉ. Đây này, cũng võng vẽo. Đấy, thì hứa sẽ có một cái ngày gần nhất một lúc nào cái tác phẩm này. Tác phẩm bây giờ triển lãm thì không. Mà anh Khanh anh sẽ cắt đi đã. Đấy, thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn khi nào triển lãm thì tất nhiên là quý các bạn cả nước cùng được chiêm ngưỡng rồi. Nhưng phải nói là cái tác phẩm xi khủng quá. Những cây này giờ nó khoảng tầm bao nhiêu anh? Chưa có giá rồi. Đấy mọi người nhé, đấy chia sẻ mọi người một chút. Đây, bên đây là một cái cốt xanh Nam Điền. Một cốt xanh Nam Điền bao vai này. Đây. Nói chung là càng được đi nhiều thì càng mở mang tầm mắt và học hỏi phong cách chơi của các anh đi trước. Các anh đi trước những cái vườn đẹp, các anh rất điềm đạm mọi người nhé, rất hiếu khách. Một cái cốt xanh Nam Điền ba vai. Cốt xi khủng thật mọi người. Riêng cốt xi còn tùng cái hàng tốt rồi. Đây. Đi anh em đi hết từ ngạc nhiên này đến sang ngạc nhiên kia. Đây mọi người nha. Quá tuyệt vời. Rất nhiều mọi người nha. Thực sự ra là có để là anh em mà được sở hữu những cái cốt ngày cực kỳ là quý luôn. Còn rất nhiều tác phẩm nhưng mình sẽ quay cho mọi người một số cái tác phẩm trọng tâm. Đây là một cái tác phẩm xanh mà mình vừa đang chia sẻ với quý các bạn nhé. Đây, một cái tác phẩm xanh. Đấy. Một cái tác phẩm xanh thì đây mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem một chút để anh em xem có thể rõ hơn. Đấy, trong khi thời gian các bác đang ngồi uống nước đợi thì mình sẽ cập nhật, cố gắng cập nhật thật là chi tiết, thật là hình ảnh thì sắc nét cho mọi người cùng xem. Đấy. Đây là cả mặt sau mọi người nhé. Đây ngoài đây còn một số cái cốt xi rất là quý nữa. Sẽ có một cái dịp nào mà mình xuống đây thì mình có thể chia sẻ với mọi người chi tiết hơn. Đợt này tháng 10 mọi người nhé, thì có số điện thoại trên đây rồi thì một cái cốt xi tuyệt vời quá. Mùa này chưa cắt được cây mọi người nhé. Nói chung là cây đến nứa vẫn cắt thôi, nhưng mà tầm này thì chưa cắt được, khoảng tầm tháng 10 đổ ra thì quý vị các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cuốn video đẹp hơn về cây cảnh. Nói chung cả nước không phải riêng gì là mỗi một vườn mọi người nhé, cả nước. Đấy, tầm cắt cây thì rất nhiều vườn sẽ cắt và anh em làm truyền hình YouTube. Đây. Đây cũng là một cái cốt xi tiếp theo này. Ngoài này quay thì rất là chói nhưng mà về nhà xem khả năng rất là lép mọi người nhé. Đấy, mình đứng ngoài này nó chói quá, nhìn tối om không nhìn thấy gì luôn đấy. Đây này, đường kính cái này chắc là tầm 65.
Đấy. Cái này thì hoàn thiện đến khoảng tầm 80% rồi mọi người nhé. Một cái tác phẩm si này. Một cái tác phẩm si tương đối hoàn thiện rồi. Lắng quá quý vị các bạn. Ui giời. Bên đây là một cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Đằng sau kia cái tác phẩm đơn kìa mọi người. Đây là cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Chia sẻ thêm một chút nữa là cái tác phẩm đơn này mọi người nhé. Ui giời. Ui giời, cái đơn to quá. Cái đơn này thì là siêu phẩm đơn rồi. Đây 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 đây. Thì đoàn lại để tiếp tục di chuyển rồi. Thì có bữa nào thì mình sẽ xuống mình cập nhật chi tiết cho mọi người xem nhé. Bác có cái đơn to quá. Cái đơn kia nhiều tiền này. Cái đơn kia nhiều tiền. 700. Mua là 700. Đấy. Trước em bán một cái đơn. Bác thân mình đắt thế rồi. Cái này chắc là nhiều tiền. Hôm nào tiếp em về điện đến hôm nào ạ? Vườn của bác cắt em alo, bác gọi em xuống em quay với nhá. Anh quay thì anh cho xem mấy cái bài siêu khủng. Vâng, thì hôm nào cứ xuống đây thì bác có cái nào này. Nhưng mà quay nhưng mà chi tiết là nó hơi lâu một chút, không quay này. Quay là lướt qua anh em xem không xem chi tiết được. Đấy. Về Hải Dương thì người biết thấy được. Em vừa rồi đi thì em vào anh em đi vào Thanh Hóa ấy nhiều, chưa ít xuống Hải Dương. Dương có những cái tùng cửa không. Vâng, thì vừa rồi mình chia sẻ một chút cái vườn của nhà anh Khanh mọi người nhé. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video. Tiếp tục cuốn hành trình với hội sinh vật của cảnh Bắc Linh mọi người nhé.